Tiếp tục với diễn biến bộ phim Đấu La Đại Lục phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Đoàn đội Hoắc Vũ Hạo đã chiến đấu với đoàn đội của Đới Hoa Bần. Vương Đông đối chiến trực diện với hắn ta và bị trọng thương. Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức rơi vào trong tầm ngắm. Trước khi đối thủ kịp chạm tới thì cậu đã kịp sử dụng tinh thần dò xét phán đoán khoảng cách rồi nhanh chân sử dụng quỷ ảnh mê tung tránh né. Thân ảnh cậu di chuyển vô cùng linh hoạt, liên tục tránh né toàn bộ đòn tấn công. Tiêu Tiêu nhanh chóng sử dụng cái đỉnh ngăn cản thế công của đối thủ. Hóa ra Hoắc Vũ Hạo đã đánh một đòn linh hồn xung kích vào nữ tử Thôi Nhã Khiết, khiến cô nàng hoa mắt chóng mặt. Kỹ năng mị hoặc mất tác dụng nên Tiêu Tiêu mới có thể ra tay hỗ trợ Hoắc Vũ Hạo. Như vậy là hai bên đều có người bị thương, tình thế được trở lại cân bằng. Đới Hoa Bần vẫn không lo lắng, hắn tán thưởng đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo cũng có bản lĩnh. Bản nãy do khinh địch mà thôi, bây giờ phải nghiêm túc hơn rồi. Bọn họ lần nữa xông lên, Vương Đông vẫn đánh trực diện với Đới Hoa Bần, còn Tiêu Tiêu thì sử dụng ba cái đỉnh về khốn Chu Lộ. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng nhau hợp lực. Sau khi cả hai xung hợp hồn lực, sức mạnh của Vương Đông đã tăng lên rất nhiều. Đứng trước thế công của tên kia, Vương Đông lại cực kỳ thong dong. Điều này làm cho phó viện trưởng cũng thắc mắc. Vũ hồn Bạch Hồ luôn nổi danh là áp sát cường công. Khoảng cách đánh cận chiến gần như vậy mà Vương Đông vẫn chỉ sử dụng hồn kỹ thứ nhất nghênh chiến. Ông cảm thấy Vương Đông đột nhiên mạnh lên một cách bất ngờ. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên xông lên, tưởng là mục tiêu sẽ nhắm vào Đới Hoa Bân nhưng không phải. Cậu lao nhanh về phía Thôi Nhã Khiết, đẩy lùi cô nàng. Nàng ta bạo phát hồn kỹ thứ hai phóng ra rất nhiều kim châm. Nhờ thủ pháp quỷ ảnh mê tung nên Hoắc Vũ Hạo dễ dàng tránh né. Cuối cùng thì Vương Đông cũng sử dụng đến hồn kỹ thứ hai, đánh lui một thành viên đối thủ. Đến đây thì thế cục lập tức bị đảo ngược, khiến đoàn đội Hoắc Vũ Hạo giữ được lợi thế. Nếu Chu Lộ không thể phá được tam sinh chấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu thì Đới Hoa Bần sẽ phải lấy một chọi hai. Như vậy, phần thắng càng ít hơn. Ba cái đỉnh liên tục bay vòng vòng xung quanh không cho Chu Lộ thoát ra ngoài. Nàng ta buộc phải sử dụng đến hồn kỹ thứ nhất rồi lao lên không trung, tránh thoát khỏi công kích. Sau đó sử dụng hồn kỹ thứ hai trả đòn Tiêu Tiêu. Cô bé nhanh trí thổi sáo giảm tốc độ của Chu Lộ, sau đó lại tiếp tục sử dụng ba chiếc đỉnh bao vây đối thủ. Bây giờ mà Đới Hoa Bần vẫn không sử dụng đến hồn kỹ thứ ba thì kết cục chắc chắn sẽ thất bại. Nghe lời khiêu khích đến từ Vương Đông, hắn ta cũng muốn thể hiện ra bản lĩnh của mình. Uy lực chân chính của tà mâu Bạch Hổ, hồn kỹ thứ ba có tên Bạch Hổ Kim Cương Biến, tu vi hồn hóa lên tới ngàn năm. Trong lúc phát động hồn kỹ này, lực tấn công, lực phòng ngự, sức mạnh đều tăng lên gấp đôi. Hắn nhanh chóng xông lên, tuy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông có thể tránh né, nhưng dư chấn lan ra ngoài cũng khiến cậu cảm thấy áp lực. Hắn ta liên tục tấn công, Hoắc Vũ Hạo không may bị dính một đòn công kích. Vương Đông lao ra định giải cứu nhưng cũng bị đánh nằm sấp mặt. Đúng lúc đồng đội gặp nguy hiểm, Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng tinh thần quấy nhiễu khiến đòn công kích hắn ta bị lệch hướng, giải cứu cho Vương Đông. Đới Hoa Bân tiếp tục công kích. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy sức mạnh và tốc độ của tên này đang giảm dần. Bọn họ chỉ cần dây dưa kéo dài thời gian mà thôi. Thế là hai người lập tức bỏ chạy, tránh giao thủ trực diện. Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đới Hoa Bân đúng là rất mạnh, nhưng lại tiêu hao hồn lực rất kinh khủng. Với tu vi hiện tại của hắn thì không duy trì được quá lâu. Sau một hồi tránh né thì cậu cũng bắt đầu phản công đánh cho hắn ta bị hộc máu. Điều này làm cho bất cứ ai quan chiến cũng bất ngờ. Cậu bây giờ mới chỉ có một cái hồn hoàn mà thôi, vậy mà có thể đánh cho đối thủ có ba hồn hoàn bị thương. Điều này thật khó tin. Hắn ta cực kỳ tức giận, hắn bạo phát hồn hoàn thứ hai, thét ra chiêu thức khá giống với sư tử hống. Tiêu Tiêu không may bị trúng chiêu, thế là kỹ năng khống chế của nàng ta bị gián đoạn, Chu Lộ thoát được ra ngoài. Đới Hoa Bân và Chu Lộ nhanh chóng dung hợp vũ hồn tạo thành một con U Minh Bạch Hổ. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lập tức rơi xuống thế yếu. Cậu yêu cầu Tiêu Tiêu ngăn cản giúp mình một lúc, để cho cậu và Vương Đông sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Rất nhanh sau đó, hai người cũng hoàn thành xong quá trình dung hợp. Cả hai cùng nhau phóng ra một luồng kinh lực mạnh mẽ, đối chọi trực diện với U Minh Bạch Hổ. Cảm thấy mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát, Ngôn Viện Trường lập tức lao ra sân ngăn cản chiêu thức của hai người. Đới Hoa Bân và Chu Lộ bị dư chấn đánh lui về sau, còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông vẫn đứng yên một chỗ. Căn cứ vào uy lực chiêu thức mà ông cảm nhận, Ngôn Viện Trường lập tức tuyên bố kết quả. Giành được chiến thắng hạng nhất vòng đấu loại khảo hạch tân sinh là đoàn đội của Hoắc Vũ Hạo. Lời tuyên bố vừa được nói xong liền khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Uy lực của U Minh Bạch Hổ rất mạnh, nhưng hồn kỹ của bọn họ đã bị hồn kỹ của Tiêu Tiêu làm trượt ngược, không có khả năng tránh né. Đới Hoa Bần đành phải chịu kết quả thất bại. Rất nhanh, chuông thông báo kết quả khảo hạch tân sinh cũng vang lên khắp toàn bộ học viện Sử Lai Khắc. Đới Hoa Bần rất không phục. Trước lúc đánh nhau, bọn chúng đã to mồm khiêu khích.
nên bây giờ Vương Đông cũng lớn tiếng mỉa mai ngược lại. Vì thua cuộc nên hắn chẳng thể làm được gì khác là nuốt cục tức vào trong bụng. Buổi tối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại tiếp tục ra ngoài bán cá nướng, đồng thời cùng với mọi người làm một trận ăn mừng chiến thắng. Lần trước, Đường Nhã đã đưa ra thử thách với Vương Đông về việc gia nhập Đường Môn. Bây giờ đã giành được quán quân nên nàng ta cũng đồng ý để cho hắn gia nhập, trở thành thành viên của Đường Môn. Đãi ngộ khi gia nhập là tất cả tuyệt học của Đường Môn đều thoải mái cho bọn họ tu luyện. Tiêu Tiêu được chứng kiến thủ pháp tranh né của Hoắc Vũ Hạo nên vô cùng thích học nó. Hơn nữa, cô bé cũng chưa có tông môn nên sau khi nghe lời mời chào của Đường Nhã thì cũng đồng ý gia nhập vào Đường Môn. Đường Môn nổi tiếng là sử dụng ám khí. Vì quật khởi Đường Môn nên bọn họ phải nâng cấp ám khí. Nhưng không thể nào là ám khí đơn thuần giống như trước đây được. Chỉ có thể đem ám khí kết hợp lại với hồn đạo khí mới có thể lấy lại huy hoàng. Ý của bối bối là muốn đám người Hoắc Vũ Hạo học tập hồn đạo khí. Sau khi thông qua khảo hạch thì sẽ chính thức trở thành học viên năm nhất. Bọn họ liền có tư cách đến hồn đạo viện học tập kiến thức căn bản của hồn đạo khí. Đối với hồn sư mà nói, tu luyện hồn lực đúng là quan trọng hơn, nhưng Đường Nhã lại không ép bọn họ phải lựa chọn. Cho tới khi Đường Môn lớn mạnh thì học tập hồn đạo khí sau cũng được. Duy nhất chỉ có một mình Hoắc Vũ Hạo là muốn tập trung học tập hồn đạo khí từ bây giờ. Xem tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!